rồi. Bây giờ chị làm theo em nhá. Mouse. Mouse. Feet. Fish. Rabbit. Rabbit. Bây giờ làm vài lối nhá. Khó lắm đi. One. Biết rồi, đây. Nhưng do chị đoán vậy mà. Có biết em đoán này là gì không? Làm gì? Dạ chị học đấy, sắp được thi tiếng Anh rồi. Ôi nhờ, trời ơi, sắp thi tiếng Anh rồi. Thế giờ mấy con động vật này chị biết chưa? Hôm trước em dạy chị nhưng mà chị về quê ấy. Thế là chị quên chưa học bài. Bây giờ ấy, em đọc trước một loạt nhá. Đúng rồi, em đọc cho chị lần này nhất đấy, chị chạm thử luôn. Bây giờ, mấy số này em cụ học từ Anh luôn. Học hết nước từ Anh à? Khó thế. Mèo. Feet. Rabbit. Con quả này có kẹo trong không? Hỏi tí mà. Bây giờ chị học theo em nhá. Mouse. Feet. Fish. Rabbit. Rabbit. Bây giờ làm vài lối nha. Khó lắm đi. One. Chị biết rồi. Đây. Đúng không? Đúng rồi. Five. Chỉ được luôn ấy, nhưng mà tiếng Anh thì chị thôi cho thuộc. Tí nữa chị đổi em lên biết thêm. Được rồi nhá. Two. Hai đúng không? Đấy, chị còn lại cái này thôi, thấy chưa? Em đã bạn lối từ các con vật và số à? Chị nhầm, chị đánh lối từ số ấy vào. Thôi không sao. Chị xin lỗi. Nhưng hôm nay chị làm đúng không? Đổi em được không? Bây giờ chị đổi em nhá. Xem em có biết hết không nhá. Đây. Câu cuối cùng nhá. Xem có trả lời được không nhá. Hết. Thề. Em học sinh đánh giải chị. Nhưng mà hôm nay chị học cũng tốt mà đúng không? Bây giờ cho chị con này mang về đâu em? Được. Nhưng mà chết rồi chị lo lắm. Sắp tới thi tiếng Anh mà chị học mãi vẫn chưa thuộc. Bây giờ làm thế nào để học giỏi được nghiên cứu? Thế bây giờ nhá. Chị em mỗi ngày phải ra trường em học nhá. Bây giờ thì có thể chơi được. Đi chơi nhá. Đi chơi nhá. Trẻ ba chơi cũ. Này không, thấy không, chị mới có một trò chơi mới. Anh bắt sang nhà chị đi, chị cho chơi. Đúng rồi. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.